Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng bị xử phạt là VTH sinh năm 1991, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận khoảng tháng 9 năm 2023 hát mua 5 bộ pin sạc kích điện trên mạng xã hội với giá 2,4 triệu đồng một bộ với mục đích bán cho người có nhu cầu sử dụng để kiếm lời. Tuy nhiên, chưa kịp bán thì bị tổ công tác của Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện thu giữ tại thời điểm kiểm tra, H không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên. Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6 triệu đồng đối với hành vi của H và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa là tăng vật vi phạm nói trên.